can't go wrong. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can't fly high, I can't go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Sẽ trở lại sân khấu, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý và kính thưa tất cả anh em tổ viên Lục Nam có mặt tại hôm nay. Thưa quý vị và các bạn và anh em tổ viên Lục Nam, từ năm 2018, tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển với tốc độ xây dựng công trình đô thị, dự án công nghiệp lớn. Chính vì vậy, nhiều anh em trong hội ngành cửa Lục Nam đã đầu tư các xưởng sản xuất, góp phần mang lại diện mạo mới cho các công trình từ công cộng đến công trình nhà dân sinh. Huyện Lục Nam cùng với sự phát triển xây dựng các xưởng sản xuất như cửa nhôm, cửa thép trên địa bàn huyện đã tăng cường trao đổi, giao lưu, kết nối với nhau thông qua các hoạt động hội chợ cũng như tham gia tại hội ngành cửa Hà Bắc vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm gắn bó, hội ngành cửa Lục Nam quyết định chính thức ra mắt hơn 100 hội viên, trong đó có 15 thành viên ban chấp hành lâm thời. Huyện Lục Nam được trở thành nằm khẳng định vị thế, uy tín, thành viên bảo vệ góp phần phát triển Lục Nam nói riêng và Bắc Giang nói chung, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Trong thời gian qua, hội nhận được nỗ lực của các hội viên, đặc biệt trong giai đoạn 9 tháng đầu năm đã vượt qua những khó khăn dịch bệnh Covid-19. Hội được thành lập trong ngày đầu tiên của tháng 11. Đây được coi là điểm bắt đầu cho mùa xây dựng. 3 tháng cuối năm, áp lực tiến độ, nhân lực hoàn thiện chất lượng các công trình. Việc thành lập hội là vấn đề cần thiết và kịp thời hơn bao giờ hết. Thông qua các hoạt động trao đổi học hỏi, hội viên các tham khảo những mô hình hiệu quả, hỗ trợ gắn kết, giúp đỡ nhau tạo nên những công trình chất lượng, đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, hội cũng xây dựng quỹ duy trì hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các hội viên, tăng cường giao lưu, gắn kết với nhau thông qua các hoạt động thể thao và các hoạt động khác. Thay mặt ban chấp hành hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, các thành viên có mặt tại hội nghị ngày hôm nay. Chúc các thành viên luôn vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động của hội, xây dựng hội Lục Nam ngày càng uy tín và phát triển. Xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý cùng toàn thể anh em, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và sau đây tôi xin tuyên bố lễ thành lập Hiệp hội Ngành cửa Việt Nam bắt đầu. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Chan đường phố một hai ba
tự hào.